Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo đài RT, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga nhận thức được những mối nguy hiểm đến từ Ukraine, bao gồm lời đe dọa ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Peskov nói tất cả các mối đe dọa đến từ chính quyền Kiev đều rõ ràng. Do đó, an ninh của Tổng thống Putin được thiết lập ở mức độ thích hợp. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NV của Ukraine, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Kirill Budanov đã tiết lộ nỗ lực của Kiev nhắm mục tiêu vào ông Putin. Theo quan chức Ukraine, Kiev đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào nhà lãnh đạo Nga, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông Budanov cho biết, những nỗ lực nhắm mục tiêu vào ông Putin đã diễn ra, nhưng cho đến nay vẫn không thành công. Theo đài RT, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa tin về các nỗ lực ám sát ông Putin nghi do Ukraine thực hiện. Đầu năm 2023, một số phương tiện truyền thông Đức cho rằng ông Putin đã bị máy bay không người lái UAV tấn công nhưng không thành công. Điện Kremlin khi đó đã bác bỏ thông tin này. Cũng vào năm 2023, Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR Vadim Skibitsky tuyên bố Tổng thống Putin là một trong số những mục tiêu nhằm đến của cơ quan này. Ông Skibitsky cho hay Tổng thống Putin có lẽ cũng nhận thấy rằng họ đang ngày càng tiến lại gần hơn. Tuy nhiên, quan chức tình báo Ukraine cũng thừa nhận, đến nay các đặc vụ của Ukraine vẫn chưa thể tiếp cận nhà lãnh đạo Nga. Ông Skibitsky nói, ngoài ông Putin, Kiev cũng nhắm đến các lãnh đạo cấp cao khác của Nga. Ở phía ngược lại, Ukraine cũng nhiều lần cáo buộc Nga âm mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hồi tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine SBU cho biết đã bắt hai quan chức an ninh nước này vì nghi lên kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky theo lệnh của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB phía Nga không bình luận về thông tin này. Theo hãng thông tấn TASS và Benta, phát biểu tại một cuộc họp về an ninh quân sự ở khu vực tác chiến phía Nam hôm 13 tháng 7, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko nói, Sau khi chúng tôi hoàn thành một số việc, người Ukraine đã rút lực lượng vũ trang và quân bổ sung mà họ đã triển khai dọc biên giới với Belarus. Họ rút khỏi biên giới và khu vực biên giới Ukraine-Belarus nói chung, Bây giờ chúng tôi không còn vấn đề nào với người Ukraine nữa, và tôi hy vọng hai nước sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Quân đội Ukraine đã rút, vì vậy binh sĩ Belarus cũng rút khỏi biên giới. Điều đó sẽ phát đi một tín hiệu tới Ukraine rằng chúng tôi sẽ không chiến đấu và tăng cường sự hiện diện quân sự ở đây, ngoại trừ lực lượng tác chiến đặc biệt. Belarus củng cố an ninh tại biên giới với Ukraine hồi cuối tháng 6 sau khi một loạt sự cố an ninh diễn ra. Đại tá Vadim Lukasenvich, một quan chức quân sự cấp cao của Belarus đã cáo buộc Ukraine gài chất nổ, triển khai các thiết bị quân sự gần biên giới với Belarus để chuẩn bị cho các cuộc tấn công và khủng bố. Vào đầu tháng 7, Điện Kremlin cho biết báo cáo của quân đội Belarus về việc Ukraine đã di chuyển thêm quân, vũ khí và thiết bị quân sự vào khu vực Zitomir ở phía bắc nước này, giáp biên giới với Belarus là một vấn đề đáng lo ngại. Theo hãng tin Reuters, phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov nói rằng Belarus là một phần của nhà nước liên minh với Nga và rằng cuộc đối thoại giữa Moscow và Minsk, bao gồm cả giữa các cơ quan tình báo của hai nước, đang diễn ra chặt chẽ. Ông Peskov nêu rõ và Bộ Quốc phòng của hai nước chúng tôi liên tục liên lạc với nhau. Tất nhiên, đây là lý do đáng lo ngại không chỉ đối với Minsk mà còn đối với Moscow vì chúng tôi thực sự là đồng minh và đối tác. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, trong khi tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, quân đội Nga đã tấn công một nhà máy sản xuất thuốc nổ cho quân đội Ukraine. Bộ này cho biết thêm, nhóm chiến đấu phía Bắc đã tấn công nhân lực của 5 lữ đoàn quân đội phòng thủ lãnh thổ và vệ binh quốc gia của Ukraine trong những ngày qua. Theo Pravda, đề xuất của Kiev được đưa ra trong thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước, được ký kết trong chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần. Ngoại trưởng Sikorsky nói, ở thời điểm này, đây mới chỉ là một ý tưởng, thỏa thuận giữa hai nước đã nêu rõ là chúng tôi sẽ cân nhắc đề xuất này. Ông nhấn mạnh, Ba Lan là một quốc gia ở tiền tuyến, và tên lửa Nga đã xâm phạm không phận nước này. Ông Sikorsky chỉ ra, chúng tôi đang gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chỉ bắn hạ tên lửa khi chúng bay vào không phận của chúng tôi, thì các mảnh vỡ sẽ là mối đe dọa đối với công dân và tài sản của Ba Lan. Trong khi đó, phía Ukraine lại đang thuyết phục chúng tôi bắn hạ tên lửa trên không phận Ukraine khi chúng sắp xâm nhập không phận Ba Lan. Theo quan điểm của tôi, đó là cách tự vệ. Chúng tôi đang cân nhắc ý tưởng này. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak-Kamis cho biết, Sava sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và phải được họ chấp thuận trước khi cố gắng đánh chặn bất kỳ tên lửa nào của Nga. Vài tháng trước, Sava từng cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận Ba Lan trong một khoảng thời gian ngắn khi Moscow tấn công các mục tiêu ở Tây Ukraine. Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pavel Vrosky cho biết phương án bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine bằng hệ thống phòng không của Sava đang được mang ra xem xét. Nhưng quốc gia NATO chưa có quyết định cụ thể nào Cách đây ít ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hiệp ước an ninh. Ông Zelensky nói rằng hiệp ước này có thể mở đường cho phép Ba Lan bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga trong không phận Ukraine. Thủ tướng Tusk xác nhận sự tồn tại của điều khoản này nhưng nhấn mạnh sẽ cùng các đồng minh NATO thảo luận về khả năng bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky trong vài tháng qua cũng đã đề nghị NATO bắn hạ các tên lửa đang bay tới của Nga. Ông so sánh nó với những gì Mỹ và Anh đã làm với Israel vào giữa tháng 4 trong một cuộc bắn phá trả đũa bằng tên lửa và rocket của Iran và lập luận rằng hành động đó sẽ không khiến khối này liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã trả lời vào thời điểm đó NATO sẽ không trở thành một phần của cuộc xung đột. Ông nói thêm, không có kế hoạch nào về gửi quân đội NATO tới Ukraine hoặc mở rộng lá chắn phòng không của NATO tới Ukraine. Mặc dù các quan chức Mỹ và EU bác bỏ sự so sánh của ông Zelensky với Israel nhưng họ đã đồng ý với những điều khác mà ông yêu cầu, từ việc bổ sung thêm các bệ phóng tên lửa và tên lửa Patriot cho đến việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky nêu rõ Ba Lan chỉ 4% GDP cho quốc phòng vào năm 2024 và 5% GDP vào năm 2025 chúng ta là số một trong nato tổ chức bao gồm cả mỹ rõ ràng theo tỷ lệ tương ứng bởi chúng ta không còn sống trong hòa bình lâu dài thời hậu chiến tranh lạnh nữa tuy nhiên bất chấp sự chi tiêu hào phóng của ba lan ngoại trưởng nước này vẫn cảnh báo không nên sử dụng ngân sách quân sự làm phong vũ biểu lấy iceland làm ví dụ ông lưu ý dù nước này không có quân đội nhưng vẫn đóng vai trò rất quan trọng do vị trí chiến lược ông sikorsky đồng thời tiết lộ rằng chính phủ ba lan đang đối thoại với cả nhóm của ông donald trump và của tổng thống biden phát biểu trên đài truyền hình tư nhân TVN24 vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk thông báo nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng khoảng 10% vào năm 2025 lên mức cao kỷ lục. Trước đó, tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Lap Kukula tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng nước này cần chuẩn bị cho binh sĩ của mình trong một cuộc xung đột tổng lực. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Nga và Belarus. Phát biểu họp báo, tướng Kukula lập luận, Hôm nay, chúng ta cần chuẩn bị lực lượng cho một cuộc xung đột toàn diện, chứ không phải là một cuộc xung đột kiểu phi đối xứng. Diễn biến này buộc chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng giữa nhiệm vụ ở khu vực biên giới và duy trì cường độ huấn luyện trong quân đội. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Pavel Bezda xác nhận kể từ tháng 8, số lượng binh sĩ bảo vệ biên giới phía đông nước này sẽ tăng lên 8.000 từ mức 6.000 của hiện tại. Bên cạnh đó, lực lượng dự bị bổ sung gồm 9.000 người có thể được tăng cường trong vòng 48 giờ mối quan hệ của Ba Lan với Nga và Belarus đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 5, Ba Lan đã công bố thông tin chi tiết về lá chắn phía đông, chương trình trị giá 10 tỷ zloty, khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Nga, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Theo hai tờ báo Đức Der Spiegel và Bill, Bộ Quốc phòng Đức đã vạch ra các kế hoạch dự phòng cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga. Tài liệu này đề cập Đức dự kiến đóng vai trò quan trọng làm quốc gia quá cảnh cho binh sĩ NATO, trong khi người dân và các dịch vụ dân sự sẽ hỗ trợ binh sĩ nước ngoài. Hồi tháng 6, chính phủ Đức đã công bố hướng dẫn thời chiến cập nhật lần đầu tiên kể từ năm 1989, bao gồm các biện pháp như bắt buộc nhập ngũ và buộc các nhà sản xuất phải sản xuất hàng hóa phục vụ xung đột. Trong bài viết xuất bản hôm 12 tháng 7, báo De Spigen tiết lộ rằng trong kế hoạch hành động Đức, Oplan DEU de được bảo mật, nước này có thể tiếp nhận 800.000 binh sĩ NATO và khoảng 200.000 phương tiện bao gồm xe tăng và các khí tài khác qua các cảng ở Hà Lan và Bỉ và di chuyển lực lượng về các sườn phía đông trong vòng 3 đến 6 tháng. Một số tuyến đường cao tốc chủ chốt sẽ bị cấm lưu thông phương tiện dân sự để phục vụ cho mục đích này hai tờ báo đều chỉ ra các cộng đồng địa phương mà những nơi binh sĩ đi qua sẽ làm nhiệm vụ cung ứng thực phẩm, nhà ở, nhiên liệu. Cảnh sát Đức và các dịch vụ khẩn cấp sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường quan trọng trước các cuộc tấn công. Trong khi đó, tờ Bill dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết, ngoài vai trò là trung tâm hậu cần của NATO, Đức cũng sẽ cần thành lập một trại tù binh lớn trong lãnh thổ trong trường hợp xung đột với Nga nổ ra. Tổng Thanh tra Lực lượng Vũ trang Đức Carsten Breuer ước tính Berlin có thời gian đến năm 2029 để chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moscow vì rất có thể năm đó là thời điểm Nga tấn công NATO. Các cộng đồng địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức diễn tập cho tình huống xấu nhất này. Về phần mình, Moscow đã nhiều lần lên án việc gia tăng các hoạt động quân sự của NATO ở sườn phía đông nói rằng những động thái như vậy sẽ làm căng thẳng tiếp tục leo thang và tạo ra các điểm nguy cơ cho nga dọc biên giới từ đó buộc nga phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo quyền lợi và an ninh của chính mình nga cũng liên tiếp nhấn mạnh họ không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ quốc gia nato nào và không có kế hoạch hay lợi ích gì trong việc tấn công bất kỳ quốc gia châu âu nào